Đối với một con người, việc được sinh ra trong đầy đủ vòng tay yêu thương của cha mẹ, được ban cho một cơ thể lành lặn, được lớn lên và phát triển theo một cách bình thường đã là một điều quá đỗi trân quý. Giữa guồng quay cuộc sống vội vã, đôi khi chúng ta lại quên mất những điều tưởng chừng như hiển nhiên ấy lại có ý nghĩa lớn lao và vô giá đến nhường nào, ít nhất là với 70 bé nhỏ tại cơ sở khuyết tật Thiện Phước Nhân Ái. Nằm cách thành phố Hồ Chí Minh gần 50 cây số, tại xã An Nhân Tây, huyện Củ Chi, men theo con đường nhỏ dẫn vào mái ấm, chúng tôi có cơ hội được trò chuyện cùng với Sơ Tiết, Sơ Minh để hiểu thêm về câu chuyện, hoàn cảnh của 70 em nhỏ khuyết tật tại đây. Sơ chia sẻ, có em não ung thủy, xương thủy tinh, bại não, hội chứng đau, tự kỷ, bị cha mẹ bỏ rơi. Tuy nơi đây có phần nào thiếu thốn, khó khăn về cơ sở vật chất, nhưng chưa bao giờ ngớt tiếng cười và tình yêu thương của các sơ tận tâm chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ, sinh hoạt cho các bé. Trong dự án Trung Thu thứ hai được thực hiện bởi Con68 Charity, chúng mình mong muốn lan tỏa sự yêu thương, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Và mình rất là hy vọng qua những thước phim ngắn này, chúng ta có thể phần nào đồng cảm được hoàn cảnh của các bé nơi đây. Và hy vọng các bạn sẽ có những hành động thiết thực để có thể tiếp thêm động lực cho các sơ cũng như là cho mái ấm ngày càng phát triển, bù đắp được sự thiếu thốn về cơ sở vật chất ở nơi đây. Hôm nay con rất là vui cũng được xuống cơ sở của mình để tham quan cũng như là để thăm hỏi các sơ và các bé. Chắc con hỏi là cơ sở của mình đã hoạt động được bao lâu rồi ạ? Dạ, chúng em hoạt động được 22 năm rồi. Dạ, 22 năm. Wow, tức là từ năm 2001 rồi. Dạ. Các bé trong bên mình thì có quen thì không ạ? Các sơ thì nuôi 70 em, mà trong đó thì có đứa nào ung thủy nè, xương thủy tinh, bại não, hội chứng đau, tự kỷ. Nói chung là nhiều các trường hợp khác nhau lắm. Còn những em mà nặng giống như trên lầu đi, nằm liệt tại chỗ thì mình tự chăm sóc, ăn uống vệ sinh tất cả luôn thì nó cực. Thì nhiều khi có những cái cơn thần kinh lên á, thì em tự đánh bản thân mình, cũng có thể là đánh các sơ nữa, hoặc có thể cắn các sơ hoặc là nhéo các sơ, rất là bình thường. Thì mỗi năm thì mình có thể là xây dựng thêm một chút mình khơi rộng ra để tổ chức cho các con chơi. Trước đây mà chưa có Covid á, thì các sơ thường một năm tổ chức cho các con đi Đại Nam, Suối Tiên. Một năm là hai lần như thế. Nhưng mà sau này có Covid rồi thì các sơ xin hỗ trợ từ nhà dòng là xây thêm khu vui chơi, rồi thêm hồ bơi để cho ở nhà các con tiện sinh hoạt luôn. Nhưng mà người có nhìn thấy những tấm hình này đấy. Những tấm hình này là các sơ cho các con sinh hoạt ở ngoài trời. Xong là mình chụp lại để mình lưu kỷ niệm. Dạ, cho con hỏi một xíu là 70 bé này đều là các bé mà dì cô mang từ khi còn sơ sinh hoặc là còn nhỏ đúng không ạ? Trong 70 bé này thì cũng có một số em là mình sẽ cưu mang từ lúc còn nhỏ bị bỏ rơi, như em Hoàng Hiệp thì bị bỏ rơi ở trong vườn cao su là lúc 39 ngày tuổi. Thì lúc đó là vào khoảng 6 giờ chiều thì người ta đi lượm củi đó, người ta thấy em bị bỏ rơi trong cái bịch xốp thì người ta gọi các sơ ra, thì các sơ đưa vào nhà và gọi công an đến làm giấy tờ. Còn có một trường hợp nữa là em Tú Chi, thì con thì gia đình cũng khó khăn, quê từ ngoài Bắc lắm. Gia đình thì có sanh được 3 người con, thì chị gái là Hoàng Anh thì cũng có gửi ở nhà sơ luôn, nhưng mà chị gái thì là liệt, còn em là Tú Chi là xương thủy tinh. Thì con rất là thông minh, rất là nhanh nhẹn, học đàn rất là giỏi, học cái gì cũng được, các sơ dạy cái gì con cũng nhớ. Nhưng mà vì gia đình khó khăn thì cả năm thì con chỉ gặp được cha mẹ được một lần. Cũng có những năm mà mấy cái năm Covid đấy thì cha mẹ cũng không thể tới thăm con, thì con rất là nhớ, mà con cũng rất là yêu thương gia đình và quý mến các sơ cũng như các cô nhân viên. Con cũng mong là những cái giá trị tốt đẹp nó sẽ luôn được lan tỏa đến tất cả mọi người. Cảm ơn sơ rất là nhiều. Ngoài kia còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ. Bạn có thể chọn không làm gì cả, hoặc chung tay hành động để lan tỏa tình yêu thương, sẻ chia với những mảnh đời kém may mắn hơn chúng ta. Mình luôn tin rằng mỗi hành động mà chúng ta làm, kể cả những điều dù là nhỏ nhặt nhất, cũng nên xuất phát từ chính cái tâm của mỗi người. Bởi lẽ, những gì xuất phát từ trái tim sẽ chạm đến trái tim.
Nếu các bạn đã xem đến đây thì mình tin đó là một cái duyên để chúng ta có thể gặp nhau và các bạn có thể biết đến hơn 70 mảnh đời khó khăn tại cơ sở khuyết tật Thiện Phước Nhân Ái. Nếu mà chúng ta muốn có những hành động thiết thực hơn hoặc là muốn quyên góp, đóng góp thì mình xin phép được để số tài khoản cũng như là địa chỉ ví ở bên dưới phần mô tả. Các bạn có thể quyên góp tại đó. Và ngày 29 tháng 9 sắp tới thì mình cũng như là đội ngũ Co68 Charity và NAMI Foundation sẽ có một chuyến từ Sài Gòn đến Củ Chi để thăm và tổ chức Trung Thu cho 70 đời khuyết tật tại cơ sở Thiện Phước Nhân Ái. Mình sẽ đứng ra chịu trách nhiệm về sao kê báo cáo cũng như là việc sử dụng toàn bộ số tiền mình đã quyên góp được từ cộng đồng và từ phía công ty public cho các bạn ở trên fanpage Co68. Lời cuối cùng thì mình xin được phép cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem video này cũng như là NAMI Foundation để đồng hành và biến ước mơ của mình thành hiện thực để giúp đỡ cho những em nhỏ khó khăn hơn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn nhiều sức khỏe và có một mùa Trung Thu ấm áp an lành nha. Bye bye.